sáng 21 tháng 10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình, từ 7 giờ 15 sáng 21 tháng 10, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ 8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 8. Tiếp đó, trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy trình bày báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, khóa 14 đối với ông Hồ Văn Năm thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày công bố kết quả sản xuất hải tế làng hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đọc công bố tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 28 ngày không kể ngày nghỉ và họp phiên bế mạc vào ngày 27 tháng 11. Dự kiến, Quốc hội sẽ lưu ý thông qua 12 luật, 3 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật khác như Bộ luật Lao động sửa đổi, Chứng khoán sửa đổi, Thư viện, Lực lượng dự bị động viên, Dân quân sự vệ sửa đổi, Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam, Thanh niên sửa đổi, Đầu tư theo cơ chế đối tác công tư, Hòa giải, Đối thoại tại tòa án, Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại các phường thuộc quận, thị làng của Hà Nội. Ngoài ra, Quốc hội lưu ý công bố nghiên cứu khả thi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, chủ trương đầu tư dự án đại dương chứa nước Gabes, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, nghe chính phủ công bố về công tác đối ngoại của nhà nước năm 2019. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Quốc hội sẽ dành 3 ngày chất vấn các thành viên chính phủ. Hình thức chất vấn theo cách hỏi nhanh, đáp gọn, hỏi 1 phút, trả lời 3 phút. Các phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ dành thời gian làm công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định. Ông Định đã được Bộ Chính trị phân công, điều động tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Giải thích việc dự kiến miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói, hiện Bộ trưởng Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông nói thêm, trước đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm bà Tiến làm trưởng ban bảo vệ, chăm bẵm sức khỏe cán bộ trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu. Sau khi thôi làm Bộ trưởng Y tế, bà Tiến sẽ chỉ đảm nhiệm chức vụ này. Đây cũng là vị trí rất quan trọng, ông nói.